quay về kênh Thảo Nguyễn City Cuộc Sống Mỹ. Thảo bây giờ thì đang đi lên trên một cái phố gọi là Ivan. Cái đó là một cái chỗ đó, đó có một cái quán cà phê Starbucks. Thảo đi vào trong cái quán đó sẽ kể cho cả nhà nghe một cái câu chuyện rất là hay. Mọi người nhớ đón xem cái câu chuyện của Thảo kể ngày hôm nay nha. Nông thôn nhìn thấy yên ả không cả nhà? Trời ơi, một bên là thung lũng, một bên là núi non. Trên một cái con đường nhỏ nhỏ thôi, không có rộng lắm. Đường này thì rất là vắng vẻ, không có đông người. Thì Thảo từ nhà Thảo chạy một mạch là tới trên cái Ivan này. Trên đây thì Thảo rất là thích cái quán Starbucks. Khi mà mình ngồi uống và mình nghe nhạc du dương và kể chuyện nhà cho mọi người nghe nè. Thảo đang đi vào một cái tiệm Starbucks Coffee. Cái khu này là một cái khu plaza. Khu trong đây thì có tiệm bán coffee, bán sách, bán bút, bán nhiều thứ lắm. Bây giờ thì mình đi vào trong đây, mình ngồi, mình thư giãn chút xíu nha mọi người. Thảo đang ngồi trong một cái quán cà phê Starbucks. Thì hôm nay Thảo có cái câu chuyện này để chia sẻ với mọi người cũng hơi thú vị này, rất là vui luôn á. Thì mình vừa ngồi uống cà phê thì mình vừa chia sẻ với mọi người nè. Có một cái câu chuyện như thế này. Đây là có hai người đàn ông, một người nông dân và một người phú hộ. Thì cái ông phú hộ này thì ông rất là giàu, nhưng ông hàng ngày thì không có làm việc tay chân như cái ông nông dân. Thì cái ông nông dân ông mới hỏi ông trời là tại sao tôi là một người nông dân làm việc rất là vất vả nhưng vẫn không có giàu, còn ông phú hộ kia không có làm việc gì hết nhưng mà sao ông vẫn giàu. Thì ông trời ông sống không công bằng, ông cho một người quá giàu và một người quá nghèo thì ông này không cam tâm. Thì ông này nói với ông trời là ông thiên vị cho cái người giàu hơn là cái người nghèo. Thì ông trời khi mà ông nghe cái câu mà ông trời ông thiên vị như vậy thì ông mới lập tức triệu tập hai người này lại và phán xét một cái là bây giờ ông phú hộ sẽ trở về thành một người nông dân giống như ông. Như vậy thì ông có còn nghĩ là tôi thiên vị hay là không? Thì ông nông dân ổng mới nói là nếu như ông phú hộ mà được trở về một người nông dân như ổng thì ổng từ nay ổng sẽ không bao giờ nói là cái câu ông trời thiên vị nữa. Thì ông trời ổng mới làm y chang như cái người nông dân đó nói và lấy những cái của cải này của ông phú hộ hết, không còn một xu nào. Thì hai người bây giờ là hai người có nghĩa là bằng nhau với cái phương vị là không có tiền. Thì ông trời ông mới nói thì bây giờ hai người đều như nhau, ông sẽ ban tặng cho hai người hai cái ngọn núi than và một cái sẻng và một cái đồ đi xúc than. Thì ông nông dân này ông rất là vui mừng khi ông trời ông xử xét một cách phân minh rõ ràng công bằng. Thì cái ông nông dân này ông thầm nghĩ ông là một người nông dân, ông là một người chăm chỉ cày bừa, còn cái ông kia là hàng ngày không có làm việc. Thì ông chắc chắn là lần này ông sẽ thắng cái ông phú hộ kia. Thì cái người nông dân này thì mới đắc chí đi, rồi bắt đầu một ngày mới để làm việc. Thì hai người này đi làm, cái ông A đó là ông nông dân á, là làm việc chăm chỉ hăng say. Buổi sáng là ông ấy toàn ten xách một cái giỏ và một cái rìu đi lên đi đào than, rất là khỏe khoắn và trông như là vui mừng và đắc chí. Còn cái ông còn lại thì đang lay hoay, tại vì xưa nay là không có làm việc chân tay cho nên là không biết làm bằng cách nào để đào than đem về để bán. Thì cái ông nông dân là một cái ngày đầu tiên thì ông nông dân hớn hở đào được hai xe than, nhưng chỉ đào trong một thời gian rất là ngắn là đã hoàn tất hai cái xe than rồi. Thì chỉ có một buổi sáng thôi, sau đó thì ông này đem đi bán và lấy tiền để đi mua gà nè, bánh bao nè và rượu nè để nhậu từ buổi trưa đó tới chiều.
Bởi vì ông suy nghĩ là ông rất là khỏe khoắn, thì bây giờ ông chỉ làm một chút xíu cũng đã có hai cái thê thang rồi, thì ông chỉ ăn nhậu phủ phê, đi mua đồ về về ăn cho đã cái miệng, uống cho sướng cái miệng đó, rồi ngày mai tiếp tục làm y chang những công việc đó nữa. Còn cái ông phú hộ á, ổng lại là một người rất là không có làm tay chân từ xưa tới bây giờ, thì cho nên khi mà ông phú hộ ông đẩy được hai cái xe thang, mà ông đẩy từ sáng tới tối ông đẩy mới xong được hai cái xe thang. Thì nhưng ông phú hộ ông lại suy nghĩ là nếu như mình tiếp tục đẩy hai cái xe thang như thế này mỗi ngày từ sáng tới tối thì làm sao mình mới có tiền được. Thì cái ông này suy nghĩ đến cái lúc này thì ông này mới bán hai cái chiếc xe thang đó đi, và để dành tiền ngày mai ông này sẽ mướn một người công nhân mà lực lưỡng mà khỏe khoắn để đi đào thang giúp ổng. Thì như vậy cái ngày hôm sau á, thì ổng sẽ được đào nhiều cái chiếc xe thang hơn là cái ông A, bởi vì cái ông B là cộng thêm một người phụ giúp nữa, thứ hai nữa là cái người khỏe khoắn, người ta làm việc rất là chăm chỉ. Rồi thì cái sự chăm chỉ của hai cái người bên đây hơn cái người ông nông dân ở bên đây là ông A rất là nhiều. Thì trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn luôn thì cái ông B là cái ông phú hộ đó, ông đào được hết cái mỏ than với mấy chục nhân viên để đào được cái mỏ than. Còn cái ông A đó vẫn toàn ten thì đào chỉ mới có giống như là 25% ở cái mỏ than thôi. Thì khi mà cái ông phú hộ này, ông B này, ông đào hết một cái mỏ than và sau đó thì ông lại mở một cái cơ sở than và ông lại tiếp tục làm cái phú hộ. Thì như vậy cái ông trời ông mới hỏi lại cái ông A này một lần nữa là bây giờ ông nghĩ như thế nào về cái sự công bằng mà ông trời ông phân bổ cho. Thì cái ông A này ông mới nói là bây giờ ông không còn than thân trách phận nữa, bởi vì cái sự công bằng đã rất là rõ ràng, nhưng lại là một người không chịu chịu khó nhưng không chăm chỉ, còn một người thì người ta dùng đầu óc để vươn lên. Thì hai cái người này có hai cái định nghĩa và hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau, dù đang ở trong một cái tình huống rất giống nhau nhưng tương lai thì sẽ khác nhau. Đó là ông trời ông nói như vậy. Nên từ nay mọi người đừng có bao giờ than thở đến một cái mà được gọi là không công bằng, bởi vì ông trời ông luôn luôn lúc nào cũng cho mọi người một cái sự công bằng rất là rõ ràng. Nhưng cái sự công bằng này mỗi người thì có một cái trí óc khác nhau, cho nên người ta vận hành cái trí óc của người ta hoàn toàn khác nhau, không giống nhau. Cho nên từ nay không được dùng cái từ đó để nói với ông trời nữa. Thì ông công dân này mới cam tâm và nghĩ ông trời ông làm một điều rất là đúng nhưng không có sai. Thì trên cái câu chuyện đây thì Thảo cũng muốn gọi đến mọi người là đó là một câu chuyện vui nhưng có rất là đầy cái ý nghĩa ở bên trong đó. Cái ý nghĩa vì sao? Cái ý nghĩa là khi mà mình làm việc, mình chăm chỉ và mình dùng cái đầu của mình á, chắc chắn mình sẽ hơn hơn người khác, bởi vì mình biết phân chia cái công việc bổ ích như thế nào, nằm vị trí nào, nằm ở đâu và làm cái gì để tăng tăng tốc hơn. Thì còn cái người còn lại thì suy nghĩ bình thường, giống như là những hai cái tập video trước mà em chia sẻ. Tại sao có những cái người làm 40 tiếng mỗi ngày, tại sao có những cái người người ta làm ba việc mỗi ngày mà người ta ngủ rất là ít. Thì mỗi một cái người có một cái sự suy nghĩ và một cái sự tính toán làm sao để người ta có được cái lợi nhuận cao và người ta có tiền. Cho nên khi mà em phân tích ở cái hai cái video trên thì có nhiều người cũng cho là em bị điên rồi hay là bị cái này cái kia, nhưng mà thật sự những cái trên đời này đều y chang như cái sự phân tích của em. Bởi vì cái đó là cái người chăm chỉ hay là không chăm chỉ, người ta làm việc có đủ hay là không đủ là ở cái người đó, như cái thời gian và cái đồng tiền ai cũng làm giống y chang như vậy, nhưng mình có biết đào bới để thêm cái đồng tiền hay là không, hay là mình chứ chỉ vẫn giữ ngay cái mức lương mà
mà mọi người cùng làm thì mình, nếu như mình làm cùng giống như họ thì mình cũng sẽ giống như họ, nếu như mình làm khác họ một chút thì mình sẽ khác hơn họ. Đó là cái sự mà hiển nhiên mà ai cũng có thể suy nghĩ ra và làm được cái điều đó hết á. Thì nhân cái câu chuyện ở trên thì em muốn chia sẻ như vậy, thì bây giờ mọi người có muốn nghe thêm cái câu chuyện thứ hai mà em muốn chia sẻ hay không? Thì cái câu chuyện trên đó là trong cái câu chuyện người ta viết tích ra, còn cái hôm nay em đang kể cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện rất thật. Cho ba người phụ nữ làm neo đi, làm neo là cái nghề neo giống như em, ba người phụ nữ làm neo ABC. Thì cái người E này á là người ta qua Mỹ cái lúc rất là lớn và không có đi học, cũng không biết ngôn ngữ, không biết cái gì hết, nhưng người ta cũng vẫn đi làm neo. Còn hai cái người kia đó, họ có cơ hội, họ đến đây rất là sớm và họ được đi học đến trường, họ trau dồi những cái ngôn ngữ của người ta, họ trau dồi kiến thức rất là nhiều, nhưng họ cũng vẫn là người làm neo. Thì làm neo là một cái công việc cũng khá là ổn định về cái mức lương, nhưng cái người E và cái người B, người C đó có hai cái định hướng và hai cái suy nghĩ khác nhau. Thì sao, cái người E á, người ta làm việc rất là chăm chỉ, người ta rất là quý cái đồng tiền, bởi vì người ta đã từng không có tiền, người ta từng nghèo sơ nghèo sát không có tiền, cho nên người ta cảm nhận là quý cái đồng tiền khi mà người ta làm được cái đồng tiền như vậy. Thì khi mà người ta làm được cái mức tối thiểu là 100% cái đồng tiền đó thì người ta chỉ xài chỉ có 10% thôi, còn 90% là người ta để dành. Người ta ăn hà tiện, ăn những cái gì đó rẻ nhất và mặc những cái gì đó rẻ nhất, đi xe cũng rẻ nhất, nói chung cái gì cũng rẻ nhất. Người ta tiết kiệm tối đa để người ta dành được 90% tiền để dành, chỉ có 10% là người ta xài. Còn cái người B và cái người C thì người ta lại suy nghĩ là cái người B á, thì suy nghĩ là có, tôi muốn có một cuộc sống xa hoa, có một cuộc sống sang chảnh. Thì cái người B này á, là luôn luôn nhu cầu là ôi tôi phải trưng diện cho bản thân tôi để cho một ngày nào đó đại gia nhìn thấy tôi đẹp nè, nhìn thấy tôi cũng sành điệu nè, rồi thích tôi, cưới tôi hay là cái gì đó. Thì hai người ta muốn là một cái siêu sao, một cái nổi đình nổi đám trên thiên hạ. Thì cái đó là cái suy nghĩ của cái cô B. Thì cái cô B làm lương 100% nhưng cô B dành hết 75% vô những cái món hàng xa xỉ, đó là những cái món hàng đắt tiền như là giỏ handmade nè, giỏ Gucci nè, giỏ Chanel nè, giỏ LV nè, giày thì giày giày hiệu nè, quần áo hiệu nè, mắt kiếng thì Chanel, Gucci hay là những cái gì đó. Thì cô ấy đều đắp lên trên người của cô ấy, bởi vì cô ấy suy nghĩ là một ngày cô ấy sẽ thành một siêu sao nổi tiếng và sẽ có nhiều săn đón, nhiều người săn đón cô ấy. Thì cô ấy làm như vậy cho nên cái số tiền cô ấy mà làm ra đó còn nhiều hơn cái người E này luôn. Cô ấy làm rất là giỏi, làm neo rất là tuyệt vời, rất là giỏi, cũng chăm chỉ trong công việc làm, nhưng cô ấy lại lắp lên người cô ấy hết. Thì cái khoản tiền dư á, khi mà cô ấy thấy thấy mấy cái chiếc xe nào đẹp đẹp thì cô ấy lại lắp vào cái khoản tiền dư đó vào trong cái xe cộ hết. Thì nói chung là 100% cái số tiền cô ấy làm được hoàn toàn không còn, bởi vì lắp vào xe, lắp đầu quần áo hết. Còn nói đến cái cô Si thì cái cô Si cổ cũng lớn lớn lên, tuổi còn nhỏ ở bên Mỹ thì cô ấy cũng được ăn học tiếng Anh tiếng Ngu rất là trau chuốt, và bản thân cô ấy cũng rất là sang chảnh, cho nên cô ấy chọn một cái con đường gọi là phải nói là cực kỳ sang chảnh. Cô ấy muốn được có người đưa kẻ đón, cô ấy muốn được ăn uống thì có người dâng tới miệng, và cô ấy ngủ thì ngủ muốn ngủ ở những cái khách sạn cao cấp, chứ không, cô ấy không có thích ngủ ở nhà. Thì đó cho nên cô ấy chọn là cái con đường gọi là cờ bạc, nướng vào cờ bạc rồi thì bao nhiêu tiền cũng bay, tuy là cô ấy giữa còn nhiều hơn cái cô B và cái cô A luôn, nhưng cái số tiền của cô ấy làm thì cô ấy nướng vào sòng bài hết, bởi vì cô ấy thích được ngủ khách sạn, thức dậy thì có người phục vụ khăn này nọ đầy đủ, rồi ăn uống thì có người bưng bê hay là vô những cái nhà hàng sang trọng, còn gọi một cú phone cái là có xe limousine tới đón. Đó là những cái người mà họ sống trên một cái sự quá giàu sang, cho nên họ nướng tiền vào trong đó. Khi mà mọi người nướng tiền vào trong đó rồi thì mọi người mới được những cái dịch vụ mà cao sang như vậy.
Thì khi mà một ngày đó, một ngày không xa thì chồng của cô ấy mới nói bây giờ em chọn một cái con đường cao sang, thì bây giờ em thích ngủ khách sạn, em không thích ngủ ở nhà, em không thích nấu ăn ở nhà, em thích ra nhà hàng ăn uống để người ta phục vụ cho em không thích lái xe đi mà em thích người khác chở em, thì bây giờ coi như là hai đứa mình phải chia tay thôi, bởi vì anh không có phải là con người giống như em được. Thì cuối cùng gia đình của cô ấy bị tan vỡ cũng vì cô ấy đam mê cờ bạc mà tiền thì đem nướng vào trong đó hết, không lo cho gia đình và con cái. Thì cái sự đổ vỡ của cô ấy thì sau này cô ấy mới cảm thấy là mình là một người gọi là hối hận, mà bây giờ đã hối hận thì cũng đã muộn màng rồi, không lấy lại được. Vì thời gian con người nó càng lúc nó càng lớn tuổi, nó càng già đi, nó càng xấu đi, chứ nó đâu có còn đứng lại ở cái vị trí cũ như ban đầu đâu mọi người. Cho nên cô A, giữa cô A, cô B và cô C, thì cái cô A đó luôn luôn được mọi người cũng như coi thường rất là nhiều. Bởi vì sao? Cô A này lúc nào cũng ăn uống những món đồ rẻ tiền, mặc quần áo thì ở những cái chợ Goodwill, không có mua đồ mắc tiền để mặc. Một năm mà cô ấy chỉ mặc có 3 4 bộ quần áo ở Goodwill thôi, nhưng cái số tiền mà cô ấy để dành được 90% đó thì cô ấy lại đầu tư vào những cái bất động sản lớn nhỏ khác nhau. Thì cô ấy lại chạy một chiếc xe gọi là chồng thành đó, thì mọi người chê bai, thì mọi người nói là ôi tại sao phải chạy một chiếc xe chồng thành, nhìn coi như là xấu hổ, tại sao phải view coi như là không có nâng cấp, không có tầng cấp, không có cái gì hết trơn, nhìn con người rất là bằng tiền, rất là bằng hàng. Nhưng cái cô đó thì lại là được có một cái số vốn rất là nhiều. Cái 15 năm sau đó đó thì những cái người bạn cô ấy á, mỗi người mỗi ngã hết, nhưng còn cái cô B này á, cô sẽ từng những cái miếng đất lớn nhỏ mà cô ấy dành dụm suốt 15 năm qua để cô ấy đem về một cái số vốn lớn, nhà đầu tư một cái cửa tiệm, sau đó thì cô ấy trở thành một bà chủ tiệm. Cho nên trong lúc những cái gì đó mọi người nên trả một cái giá rất là đắt nếu như mọi người không có suy nghĩ xa. Thì giữa cái cô B, cô A, cô B và cô C thì là cái cô A là thông nhất trong cái thời gian 15 năm mà cô ấy phải cần kiệm và hà tiện để có được 15 năm sau để có được trở thành một bà chủ. Còn những hai cái người trước mà cô cùng đồng trang lứa với cô ấy thì ngày hôm nay thì gia đình hạnh phúc không còn. Còn một cô kia thì chạy theo siêu sao nổi tiếng, tới bây giờ già rồi thì siêu sao cũng chả ai đón, mà đại gia cũng chả ai dòm. Thì đó là một cái câu chuyện mà em muốn kể. Trên cũng đồng thời ba người làm neo một cái công việc rất là gọn gàng với một cái mức lương không ai thua ai, nhưng 15 năm sau mạng của mỗi người là mọi khác nhau. Cho nên những cái ngày đầu mà mình muốn phấn đấu hay mình muốn làm một cái thứ gì đó là mình phải biết cần kiệm từ cái lúc ban đầu, chứ không phải là đợi tới 15 năm sau mình mới cần kiệm. Thì cái lúc đó con người mình không bao giờ trở lại, cái thời gian nó đã đi qua rồi không bao giờ lấy lại được. Con người mình càng lúc càng già lên, may mắn mình gặp đại gia cứu vớt á, thì đời mình nó còn nổi lên một chút xíu. Mà mình không gặp đại gia cứu vớt mà nhan sắc tới thời điểm nó cũng không có còn, mình không có còn đi làm được nhiều tiền để lắp lên những món hàng hiệu nữa, người mình thì lại già đi, thì lúc đó không có ai thèm mình, mà bản thân mình cũng lại không có một xu dính túi. Cho nên em chia sẻ ở đây thì không có nhằm nói đến một bất cứ một người nào hết, nhưng đây là cuộc sống thế mọi người ơi. Cuộc sống luôn luôn cho chúng ta thấy được những cái mà chúng ta cần phải làm và cần phải dành dụm tương lai nó như thế nào. Nếu như mọi người suy nghĩ ra những cái mà mình muốn và những cái mình không muốn ở đây nó cũng có khó, do là con người mình quá cái mong cầu cái sự hãnh diện, cái sự xe xua, cái sự đua đòi, cái sự sung sướng, thì mọi người sẽ không bao giờ có được cái sự sung sướng. Cho nên những tập video trước em có nói là những người thành công á, trên thế giới này á, cũng chỉ có 10% thôi à. Như cái số mà 10% người thành công là người ta phải làm gì? Người ta phải rất là tiết kiệm trong cái thời buổi ban đầu. Cái ban đầu là cái mà khởi đầu đó, cái đó nó rất là quan trọng. Mọi người có lập trình được cái lúc khởi đầu á, thì mọi người sẽ đi theo một cái đó. Còn mọi người không có lập trình được cái khởi đầu thì mọi người sẽ không bao giờ bắt đầu được hết á. Cho nên thì em cũng không có nói đến một bất cứ một ai, nhưng đây là một cái
câu chuyện thực tế sống trên một cái cuộc đời này, con người mình nó rất là ngắn ngủi. Khi mình không biết trân quý những cái sự mà ban đầu mình có thì tương lai là mình sẽ không có gì hết. Đó chính là những cái mà em chia sẻ ngày hôm nay. Thì như cái câu chuyện đầu mà em muốn chia sẻ với mọi người, đó cũng là một cái câu chuyện mà để mang đến cho mọi người ở đây mình đừng có chắc ông trời. Thì thường em nghe hay cái những cái người mà người ta hay dùng một cái câu này nè, giống như là thời thế rồi cái gì nữa ta, mấy cái câu châm ngôn mà em thì thuộc cái không phải là cái dạng tuổi lớn tuổi đó, cho nên em cũng rành lắm cái câu châm ngôn đó, nên nhưng mà em vẫn hiểu được ở trong đầu em mà em nói không có ra cái suy nghĩ đó thôi. Nhưng mà có nhiều người em không đồng tình là bởi vì nói lúc nào cũng may mắn, hay là con nhỏ này nó may mắn gì, là hên không bằng may, may không bằng hên gì đó. Thì em nghĩ cái may mắn đó, để dùng lại một cái câu từ gọi là nỗ lực đi, cái may mắn em thấy nó cũng có, nhưng mà mình dùng cái từ nỗ lực nó sẽ rất là hay hơn. Tại bởi vì khi mà một con người nỗ lực với con người không nỗ lực nó hai cái nó khác, cũng như câu chuyện trên một người nông dân và một người phú ông. Và phú ông thì người ta làm việc bằng đầu óc, và người nông dân thì người ta làm việc bằng tay chân. Thì cho nên khi mà mình làm cái gì đó mình dùng tay chân á, thì nó sẽ không có nhanh nhẹn được, còn bằng những cái người mà người ta dùng đầu óc á, thì người ta sẽ đi nhanh hơn và mạnh hơn. Thì những người thành công ở trên nước Mỹ này, cái 10% đó thì người ta cũng dùng đầu óc một phần ở trong đó thì người ta mới thành công. Người ta cũng phải hà tặng hà tiện nữa. Như ông phú ông á, là rất là hà tiện luôn á. Bởi vì sao? Ông phú ông cũng như em kể là ông rất là hà tặng hà tiện. Học ông kéo xe đất từ xe thang từ sáng tới chiều, nhưng ổng bán đi lại ổng để dành tiền hết, có nghĩa là ngày hôm đó ổng không dùng cái số tiền đó luôn, mà ổng chỉ dùng một phần rất là nhỏ, rất là nhỏ trong cái việc mà ổng ăn uống hay là tiêu xài, rất là nhỏ. Không giống như cái người mà nông dân, cái người nông dân á, làm việc gì cũng chăm chỉ nhưng cái số tiền đó lại đem ra xài sạch sẽ hết không còn. Thì ở đây em mới nói là cái tiết kiệm, mà cái mình suy nghĩ trong cái đầu, cái tiết kiệm nó rất là có lợi ích. Khi mà mình sống tiết kiệm rồi á, thì mình sẽ có những cái mà mình mong muốn. Còn mình không tiết kiệm, mình có mong muốn đi chăng nữa thì nó sẽ không có tiền để mình nhu cầu cái mong muốn đó. Cho nên đây, may mắn hay là không may mắn không phải là cô A cô B này may mắn, nhưng mà cô A cô B này lại biết suy nghĩ mình phải hạ tiện như thế nào. Thì cái video của em tới đây xin kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở cái video kế tiếp nha. Hy vọng là hai cái câu chuyện trên á, em làm cho mọi người vui và thấy thích thú, và em sẽ tiếp tục để kể những cái câu chuyện kế tiếp cho mọi người nghe. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại, bye bye mọi người.